Sơn chào các bạn nha. Sơn vừa làm xong cho chiếc xe Exciter 135 của một bạn ở Bình Dương vào Sài Gòn làm. Đó, thì cái mẫu này là mẫu cánh chim nha các bạn. Đó, mẫu mắt cánh chim nha. Nhìn mẫu này rất là hot. Hot rất là lâu rồi. Bây giờ thì vẫn còn anh em rất là thích chơi. Thì cái bộ led này á, bây giờ đặc biệt hơn lúc xưa. Tại lúc xưa có một màu hoặc là led chạy này kia. Thì cái này thì chức năng của nó là đá số đổi màu nha các bạn. Đây nè các bạn, đây là chế hồi nãy là đèn mo là màu xanh xanh lá nha các bạn. Khi mà nhấp số là tự động đổi màu, màu 1, 2, 3, 4, 5, 6 là tự động đổi màu nha các bạn nha. Đây là chế độ số 1 màu tím nè các bạn. Đó, thì cái logo này cũng đổi màu luôn các bạn nha. Đó, rất là ngầu, nhìn ở ngoài cực kỳ ngầu luôn. Đó, số 1 nè các bạn, đó thấy không? Các bạn thấy số 1 không? Rồi số 2 đi em ơi. Đó, số 2 á, em nhắc số 2 đi em. Đó, số 2 màu xanh dương các bạn nha. Số 2 màu xanh dương, mà cái này xanh lá. Rồi số 3 đi em. Số 3 màu đỏ chung ha. Đó, số 4. Đó, số 4 màu vàng chanh, rất là đẹp nha các bạn. Rồi số 5 đi em. Đó, số 5 màu xanh ngọc. Quá là đẹp luôn ha. Đó, các bạn thấy không, nhìn rất là ngầu ha. Đó, đạp số đổi màu. Rồi đạp mở nhanh đi em ơi, mở nhanh đi em. Rồi mở nhanh mang luôn. Bộ led này có chức năng là đá số đổi màu các bạn nha. Đó, xin nhanh đi các bạn. Rồi đạp số luôn em, đạp số luôn. Đó, quá ngầu luôn, nhìn ở ngoài cực kỳ ngầu hơn video rất là nhiều ha. Đạp nữa đi em. Đó, ngầu quá trời. Đó, logo vẫn đổi màu luôn ha. Đạp số, khi mà em đạp số 1, 2, 3, 4, 5 tự động đổi màu. Tùy ý các bạn chọn màu gì cũng được ha. Rồi, rồi mình sẽ xem tên đồng hồ này cũng là đá số đổi màu luôn. Đây cái đội số 5 nè, số 4. Đó, số 4 rồi. Rồi số 3. Số 3 đi. Đó, số 3. Số 2. Đó, số 1. Đó, đèn mò luôn nha. Đó, đèn màu xanh lá. Rồi, cái cùng dí lấy bộ trước luôn ha. Đó, rất là ngầu, sáng, cực kỳ lấy sáng luôn. Mình chỉnh đầu tối xuống này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Các bạn nào liên hệ mình nha. Số điện thoại là 0963574901. Rồi.